Hello, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tìm MC Queen. Wow, rất là nhiều MC Queen đã trốn ở đây các bạn. Hay trốn trong cái đồng cỏ này nha. Wow, ấy thấy chưa, rất là nhiều xe đúng không? Ấy cái xe màu tím khá là đẹp đây. Wow, nó có một cái động cơ các bạn. Ấy, xe màu tím có khả năng đặc biệt này, gọi là mỉm cười các bạn. Ấy, xe cười rất là tươi mà. Ấy. Wow, cái xe này cái xe bán kem Ice Creamer. Wow, xe này có thể gọi là xe địa hình nữa các bạn, có thể vượt mọi địa hình để bán kem nha các bạn. Đã giữ luôn thì thấy chưa. Wow, còn đây là xe Dinoco bạn, số 51 này. Thì số 51 là tất cả những cái xe đều có số 51 các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây là xe đua của đội đua khủng long nha. Wow. Ui, cái này là cái gì đây? Wow, một cái máy cắt tóc. Giống như một cái máy cắt tóc vậy bạn. Đây là một lưỡi dao vậy. Là xe đua lưỡi dao. Wow, quá đẹp luôn. Ánh bạc cái thứ là rất xịn luôn bạn. Rồi, cái này là xe đua Francesco. Wow, quá là dữ luôn nha. Xe đua số 1 của đội đua Francesco vậy. Lightning McQueen. Wow, quá là đẹp luôn. Haha, còn nó cười như vậy. Rồi, cái này là răng súng vậy. Sao Mr. K95 đây là xe đua K1 các bạn. Quá dữ luôn. Wow. Thọc thì có hai cánh giúp nó bay thật là nhanh các bạn. Worcester. Xe đua AC Greenland có cúp Britain các bạn. Yes. Wow, xe cảnh sát các bạn. Quá đẹp luôn, nhìn rất là ngầu. À, cái xe này là gọi wow đang ủi đường các bạn. Xe này là phanh các bạn, chiếc phanh rất là ghê luôn nha. Wow, cái này là gì đây? Y lúc underline vậy cơ. Stop. Xe nhỏ này các bạn, quá là đẹp luôn á. Wow, mình thấy một cái xe tải nữa các bạn. Wow. Ý, xe tải này lúc trước cái. Wow, bên này có rất là nhiều xe. Wow, đổ hết xuống luôn. Cái xe màu xanh lá các bạn ơi. Ô, hỏi xe lá màu vàng chứ. Ý, nhảy xuống. Wow, xe màu vàng nha. Ủa, xe tải to chứ kia vậy. Rồi cái xe màu xanh lá này. Ý, dậy xuống luôn. Wow, nóng cho cái mấy cái xe này leo lên các bạn. Ủa, cái xe gì lạ lắm mà. Màu khá là đẹp ấy. Wow, cái xe màu xanh dương, cái xe màu đỏ này các bạn. Ý, quá là đẹp luôn ra, quá trời xe đâu có nổ rồi luôn rồi. Wow, bye.